Hi, xin chào các bạn, đâu trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Ủa cái gì vậy? Cái con Reaper nó tính tới đây nó tấn công mình rồi các bạn ơi. À, để mình sẽ xử cái này trước rồi mình tính tiếp nha các bạn ơi. À, nó xém nổ kìa. Chết queo luôn. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành xây chuồng rắn cũng như là chuồng bọ cạp nha các bạn ơi. À, rắn thì mình đã có đủ hết tất cả các loài rồi, còn bọ cạp thì mình cũng chưa rõ các bạn à. Chuồng rắn á, thì mình sẽ xây bằng stone brick cũng như là cái loại kính cường lực này nha các bạn ơi. Tại vì cái loại kính này á, nó trong suốt, chúng ta có thể nhìn từ ngoài vào rất là đã luôn. À, trời nó sắp tối rồi hả? À không, nó chỉ mới giữa trưa thôi bạn ơi. Rồi chắc mình sẽ xây cái chuồng rắn á, cạnh với lại cái viện nghiên cứu của chúng ta nha. À, cách ra tầm 5 ô đi ha. 5 ô nó bị gần quá không ta? Chắc tầm 7 ô đi quá. Chúng ta sẽ tạo một cái khuôn trước rồi mới tính tiếp nha các bạn ơi. Bên này cũng là 20 ô phải không? Cũng là 20 ô ở bên này luôn. Không biết là cái chuồng 20 ô này nó có quá chẹp với lại mấy em rắn này không nha các bạn ơi. Mình sợ nó bị chật quá. Rồi bây giờ thì kéo ra thôi. Như vậy nó cũng không có quá chật đâu ha. Ôi nó cũng khá là rộng đó các bạn à. Như vậy ổn không ta? Chúng ta sẽ làm cho nó rộng rộng ra một xíu nữa. Chắc chỗ này đi ha. Tầm như thế này là được nè. Đó. Mình sẽ tạo một cái khuôn hoàn chỉnh trước rồi mình mới xây cái chuồng sau nha các bạn ơi. chỗ này thì cho nó cách cái phần này 5 ô đi ha. Chắc tầm như này đi. À. Rồi bây giờ mình sẽ đào cái khuôn ở trong ra nha các bạn ơi. Và chúng ta sẽ tiến hành tạo cái khuôn cho cái chuồng rắn này nha. Mình sẽ nhốt tất cả cái loài rắn chung một chuồng luôn. Không biết tụi nó có quánh nhau không nữa. Hy vọng là tụi nó sẽ chung sống hòa thuận với nhau các bạn à. Mình sợ nó đánh nhau vậy cái chữ luôn đó. Chúng ta phải thử trước coi. À. Đây mình sẽ kéo cái phần. Chắc chỗ này mình làm cái cửa ha. Cái cửa phía bên này hay là phía bên kia ta? Cái cửa phía bên này hay là bên này đây? À. Thôi để đi ngủ một phát trước rồi tí tính tiếp nha các bạn ơi. Vậy là nó chỉ có một cửa thôi. Thôi mà chuồng rắn mà, cửa rộng quá nó chui ra ngoài ấy các bạn ơi. Cửa thì mình vẫn tiếp tục dùng carpenter nha. Chúng ta sẽ tạo thêm những cái carpenter block này nha các bạn ơi. Đó, và mình sẽ tạo thêm mấy cái nút coi. 4 cái nút là được rồi. Cái cửa nó sẽ nằm ở phía bên trong này. Ok, ngon lành rồi đó. Chúng ta sẽ đặt những cái button nè. Để mà tí mình còn mở nữa chứ. Nút cho nút màu cam đi, nhìn cho nó hấp dẫn. Nút cam, cửa màu cam luôn không ta? Mình còn màu gì nào khác không? Có màu trắng nè, cửa trắng cũng được. Ồ, như vậy đi các bạn ơi, nhìn cho hợp. Nhìn cho nó hợp lý một xíu. Cái chuồng này thì chắc mình sẽ làm cho nó cao tầm 5 ô thôi nha các bạn ơi. Đó, 5 ô là quá sức tưởng tượng rồi đó. Tại vì mình sẽ trồng cây ở trong này. Mình không có biết là cái bọn rắn á, nó có biết bò lên cây để nó tẩu thoát không nữa. Khá là nguy hiểm cho chúng ta đây. Đó, và mình sẽ tiến hành kéo nó ra thôi các bạn ơi. Năm ô như vậy là quá cao rồi đó. Sau khi quyết định là mình đã xây luôn cái chuồng hình chữ nhật luôn các bạn ơi. Mình sẽ không có xây cái kiểu lục giác đâu. Xây luôn chữ nhật cho nó nhanh đó. Sau đó chúng ta còn xây cái chuồng bọ cạp nữa nè. Mình phải mau chóng làm cho xong mấy cái em động vật thời hiện đại. Rồi chúng ta sẽ xây cái đường ray quanh cái công viên nè. Để mà tiện cho cái việc tham quan nào đó các bạn. Và sau đó thì kết thúc series thôi.
Series này thì nó cũng khá là cũ rồi nè. Cái công viên khủng long này nó cũng khá là to rồi các bạn ơi. Bây giờ thì ta nói là cái diện tích nó rộng kinh khủng khiếp luôn đó. Nên là mình chơi trong đây lâu quá thì nó sẽ bị lắc luôn đó các bạn ơi. Khá là nguy hiểm. Rồi chỉ còn một xíu nữa thôi là mình sẽ xong được cái chuồng cho mấy em rắn rồi nha các bạn ơi. Chúng ta cũng sẽ trang trí mấy cái loại cây cỏ ở trong này cho nó tùm nè, rậm rạp để cho mấy cái loại rắn á nó có thể ẩn mình trong đây được nha các bạn. Rồi xong luôn rồi. Cơ bản là như vậy. Còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành dùng cây quan để mà kéo ra đi. Ồ, chỉnh cây quan lại mới được các bạn ơi. Không thì nó khá là nguy hiểm luôn đó. Ra bên đó 3 ô nè, bên này cũng 3 ô luôn. Ok, và những cái góc còn lại cũng y chang như vậy luôn nha các bạn. Chắc như vậy là khá là ngon lành rồi đó. Wow, xịn sò con bò liền. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp kiến vào trong này nha. Chúng ta sẽ dùng cái loại kiến cường lực các bạn ơi. Đâu rồi, kính cường lực của tôi. Ủa sao có nhiêu đây vậy? Mình sẽ lấy thêm từ cái ba lô màu xanh này nha các bạn ơi. Chúng ta mang theo rất là nhiều kính cường lực luôn. Bây giờ mình chủ yếu xài cái loại kính này thôi à. À, ngon lành liền. Tí mình còn lên ốp mái nữa, cũng như là ốp glowstone trong đây cho nó sáng. Cái bọn quái á, nó sẽ không có xuất hiện nữa ở trong đây được nha các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ ốp cái mặt sau coi nè. Nói chung bây giờ có cái quan á, kéo ra rất là nhanh luôn đó các bạn ơi. Để mình xài cái quan mới đi. Cái quan cũ nó sắp hư rồi, nên mình xài cho hư luôn đi ha. Chưa hư nữa. Trâu vậy cái chưởng à. Đây bây giờ nó đã hư rồi nè các bạn ơi. Rồi, và chúng ta đã hoàn thành cơ bản xong cái chuồng cho mấy em rắn rồi đó. Chắc mình sẽ tạo luôn mấy cái tấm Acacia Wood Slab này nha các bạn ơi. Những cái cây gỗ keo á, nhìn cái màu cho nó đẹp một xíu các bạn à. Tại vì cái màu cơ bản của mấy cái chuồng này nó cũng khá là nhạt đó các bạn ơi. Rồi mình sẽ tiến hành leo lên trên. Chúng ta teleport lên trên luôn đi cho nó nhanh. Cho nên là 80 là vừa ha. Ây da, 80 còn cao quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ốp mấy cái slab trên đây nè. Và quái nó không xuất hiện được nha. Quái nó chỉ xuất hiện ở những cái nơi tối nè, những cái nơi gần nước, cũng như là ở trên những cái block thôi. Còn mấy cái slab này thì quái không thể xuất hiện nha các bạn ơi. Nói chung là cũng khá là may mắn cho chúng ta đó. Đó, chuồng rắn hình vuông luôn. Không có xài hình lục giác nữa. Tính xài lục giác cho nó mới đó các bạn ơi. Nhưng mà thôi kệ đi, hình vuông cũng sao. Hình chữ nhật chứ. Ây da, đi một xíu xém té xuống dưới luôn rồi. Rồi xong rồi nha. Chắc mình sẽ thay cái cửa luôn cho nó sang cái màu của cái slab này luôn các bạn ơi. Glowstone mình không có đem theo thiệt hả? À đấy, một stack luôn nè. Vãi cái chưởng à. Vậy mà kêu không có đem theo. Đầu tiên thì mình sẽ đặt ở những cái góc trước nha các bạn ơi. Nói chung là cứ cách ra 3 ô thì chúng ta sẽ đặt một cái cục glowstone đi. Phát sáng trong cái vùng 3 ô đó các bạn ơi. Đó, kiểu như á, một cục glowstone này nó sẽ phát sáng được bao bên phải nè, bao bên trái, bao ô trên và bao ô dưới nha các bạn ơi. Và những cái ô chéo nữa. Đó, nên là mình đặt như vậy đó. Rồi, tôi ăn một miếng thịt rồi. Wow, hấp dẫn. Bây giờ thì cách ra tầm 6 ô đi. Ui, vừa đủ luôn nè. Phải không? Wow, vừa đủ 6 ô luôn các bạn ơi. Khá là xịn sò đây. Ủa, chết rồi. lố tay các bạn à. Ây da, nó bị rớt hết hai cục đất ở dưới rồi. Phía bên này thì chúng ta sẽ làm ra mấy ô đây? Để mình tính coi. 5 cái thử nha các bạn ơi. Ui 5 với 4 hả? Ôi chắc cũng được các bạn ơi. Nói chung thì càng sáng càng tốt thôi. Đó. Và bên này thêm một cục nữa.
Ok, và chúng ta sẽ còn một hàng close zone cuối cùng nữa thôi các bạn à. Rất là nhanh luôn. Rất là nhanh luôn nè. Nói nhanh quá tôi bị lẹo cái lưỡi đó. Rồi, xong xuôi rồi. Bây giờ thì tiến hành trồng cây thôi. Mình sẽ trồng cây gỗ sồi nè. Cây gỗ bạch dương. Đây là cây gỗ lá kim hả? Cây lá kim các bạn ơi. Ủa mình không có còn cái cây gỗ sồi sẫm màu hả ta? À, gỗ sồi sẫm màu mình chỉ còn có một cái thôi các bạn ơi. Mình sẽ tạm thời trồng trước mấy cái loại cây này nha. Chắc mình sẽ trồng một cái cây rừng ở đây luôn. Hy vọng mấy cái cây rừng này nó không quá cao các bạn ơi. Đó, nhỏ nhỏ như vậy là được rồi. Bón thêm tí cỏ luôn. Nhìn cho nó hấp dẫn các bạn ơi. Ồ, chỗ này chúng ta sẽ có những cái cây rất là bình thường thôi. Wow, hấp dẫn rồi đó. Một cây lá kim nữa phải không? Mình sẽ trồng một cái cây lá kim chỗ này nha các bạn ơi. Một cây nhỏ thôi, không có còn cây to. Đó, đại khái thì nhiêu đó trước đi các bạn à. Tỷ rồi mình sẽ tính tiếp nha. Mình sẽ còn hai loại cây nữa, đó chính là cây gỗ sồi sẫm màu nè, cũng như là cây acacia, cây mà sống ở tại cái vùng savanna đó. Giờ để đi mình đi vô nhà mình ngủ cái coi. Mình sẽ trồng một cái cây gỗ sồi sẫm màu. Chắc trồng chỗ này quá. Hy vọng nó không có quá rậm rạp. Ôi, như vậy là được rồi các bạn ơi. Ok. Hiện tại cái môi trường sống dành cho mấy em rắn đã xong rồi nè. Chúng ta sẽ bón những cái gốc này cho nó thêm rậm rạp một xíu đi ha. Ồ, ngon lành cành đào rồi đó. Giờ mình sẽ cất hết mấy cái loại cây vào. Và lấy trứng ra. Đây, mình có rất là nhiều loại trứng rắn các bạn ơi. Cả thể là 7 loại nha. Wow, hấp dẫn. Đầu tiên thì mình sẽ đến với một cái loại, đó chính là rắn cam. Ô, mình chỉ có một quả trứng rắn cam thôi các bạn ơi. Đó, mình sẽ bỏ như thế này cho nó nở ra nè. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có được rắn xanh hả? Ồ, hình như đây là rắn lục các bạn ơi. Chúng ta sẽ bỏ ra hết. Chúng ta sẽ chờ một xíu coi. Ồ, chúng ta có được rắn lục nè các bạn ơi. Ồ, rắn lục. Em tiếp theo vẫn là rắn lục nha các bạn ơi. Green snake. Đó, chúng ta đã có được 3 em rắn lục rồi nè. Xịn xò cũng hoa liền. Ui, ngon nha. Đây đây đây, thêm một em nữa các bạn ơi. Green snake. À, quá chừng luôn. Tiếp theo là chúng ta sẽ có được còn 2 quả trứng rắn lục. Còn một quả trứng rắn lục và một quả trứng rắn cam mình chưa cho nó nở nữa. Để mình chờ một xíu thử coi các bạn à. Mình phải đứng quanh cái quả trứng này nè, để cho nó không có đi đâu được. Ồ, không biết nó có ăn mấy em thỏ kia không ta. Sợ vãi. Ồ, cái quả này không chịu nở. Mình để bữa này thử coi nha các bạn ơi. Hy vọng là nó sẽ chịu nở đó. Ồ, nó sắp nở rồi kìa. Xịn sò nha. Đây rồi các bạn ơi. Cuối cùng nó cũng đã chịu nở rồi. Thêm một em rắn lục nữa nha. Green snake. Rồi bây giờ thì tới lượt của rắn cam nè các bạn. Ui, game rắn cam này sao lâu chui ra quá vậy ta. Chúng ta sẽ cùng đợi một xíu nữa coi. Em rắn cam này. Ủa, không được rồi. Lại cho nó nở tiếp thôi các bạn ơi. Wow, chúng ta có tổng cộng được là mấy em rắn lục vậy? 5 em rắn lục các bạn ơi. Và một em rắn cam, chúng ta sẽ chờ một xíu coi. Đây rồi các bạn ơi. Đây, một em rắn cam nha. Em rắn cam duy nhất của chúng ta thôi. Orange snake các bạn ạ. Wow, nhìn màu đó nè, hấp dẫn nha. Giờ mình sẽ tới với lại... Ôi, mình có 6 cái trứng của con trăng luôn nè. Ôi, mình đang có được 4 cái trứng của rắn đốm nè. Mình sẽ cho rắn đốm nở luôn nha các bạn ơi. Đó, chúng ta sẽ bỏ 4 cái trứng ra đây. Và chờ cho tụi nó nở thôi nè. Nói chung mình cứ đứng gần đó là được rồi. Wow, rắn đốm. Xịn xò nha. Mình còn... Ôi, rắn đen hả? 7 cái trứng rắn đen nè. 11 cái trứng rắn hổ mang. Wow, 11 cái trứng rắn san hô. Và 6 cái trứng của rắn... Của con trăng hả?
Wow, đây các bạn ơi, rắn đốm đã nở rồi các bạn ơi. Spotted snack. Ngon. Ồ, một em nha các bạn ơi. Wow, nó có đốm đốm nè. Wow, hấp dẫn nha. Xịn soi con bò liền. Thêm một em nữa nè các bạn ơi. Potage snack. À, wow, nó ra nó nở quá chừng luôn nè. Xịn vậy. Ba con rồi, và đây là cái con thứ tư nha các bạn ơi. Đó, chúng ta đã có được bốn em rắn đốm rồi nè. Wow, cái chuồng này rắn nhiều vãi chưởng ạ, sợ thiệt sự luôn. Tiếp theo thì chắc mình sẽ cho nổ hết mấy con rắn đen này nha. Tất cả là 7 con các bạn ơi. Cùng cho rắn đen nổ nè. Ui, giờ mình mới thấy cái chuồng này nó nhỏ các bạn ơi. À, nhỏ kinh khủng luôn. Hay là do mình trồng nhiều cây quá ta. Rồi, cùng chờ cho những quả trứng rắn nó nổ ra thôi nè. Ôi, đây rồi các bạn ơi. Những cái em rắn đen đã tiến hành nở rồi nè. Đây, một em rắn đen. Ủa, chúng ta cùng chờ coi nha. Ủa, cái chuồng mình sao giờ nó nhỏ quá vậy trời. Đây, Dark Snake. À, hai cái em rồi đó. Còn 5 em nữa các bạn ơi. Em thứ ba. Rồi, nó sẽ nở lần lượt ra thôi. Quá chừng quá đất luôn các bạn ơi. Còn mấy em nữa thôi nè. Và cái quả trứng này hình như là quả trứng cuối cùng của rắn đen rồi đó các bạn ơi. Rồi, wow, một nồi luôn. Chúng ta có thể bắt mang những con rắn để mà mang đi được nha các bạn ơi. Ủa, còn một con nữa hả? Vậy thì không phải là cái quả cuối cùng rồi. Mình có thể bắt mấy em rắn đi được các bạn ơi. Ui, nhìn kinh vãi chưởng hả? Đây mình sẽ thả một con xuống nha. Hấp dẫn nha, chúng ta thích con nào thì cứ bắt con đó lên nè. Bắt em rắn lục, thả xuống nè. Rồi, để bây giờ mình sẽ cho nổ 6 cái trứng của mấy cái con trăng nha các bạn ơi. Đây, trứng của Python, những con trăng đó. Ui, trăng thì kích thước nó sẽ rất là to luôn. Hy vọng là nó sẽ không nuốt mấy con rắn này của mình nha các bạn. Đây, chúng ta đã có được một em trăng nổ ra rồi nè. Một con Python các bạn ơi. À, một em. Chúng ta còn khá là nhiều quả trứng khác nữa các bạn ơi. Đấy, một con nữa. Python. Hai em. Ui, nó bên này các bạn ơi, nhìn to vãi chưởng à. Ba em. Ui, nó nở quá chừng quá đất luôn rồi nè. Python. Ồ, một nuôi luôn các bạn ơi. Hình như còn mấy quả nữa thì phải. Còn nữa không? Hết rồi hả? Đây mình sẽ bắt một con trăng lên cho các bạn cùng coi nha. Wow, con trăng bự vãi cái chưởng à. Wow, nhìn hoa văn của nó nữa bạn ơi. Con trăng này thì không có độc, nhưng mà nó quấn chúng ta thì ta nói gãy xương nữa các bạn ơi. Nhưng nó to kinh khủng luôn nha các bạn. Nó to gấp mấy lần mấy em rắn ở đây luôn đó. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ cho rắn san hô ra nha các bạn ơi. Coral Snake nè. 11 em rắn san hô luôn. Wow, nó một nùi luôn các bạn ơi. Ai mà tham quan cái chuồng này chắc cũng gan dạ lắm đó. Trời ơi, nó rắn quá chừng quá đất luôn rồi. Đó, mình sẽ đứng đây và chờ cho tụi nó nở ra nha. Ui, nó nở nhanh phải chưởng ạ. Đó, một em các bạn ơi. Rắn san hô. Hình như đây là rắn cặp nong hay là cặp ni gì nè các bạn ơi. Ồ, Coral Snake. Theo mình nhớ là mình còn thiếu trứng của rắn chuông thì phải các bạn ơi. Rắn đuôi chuông á. Thì tí mình ra vùng sa mạc mình tìm thử coi nha. Nhà mình nó cũng gần mà. Đó, được mấy em rắn san hô nở ra rồi nè. Ồ, Coral Snake. 11 quả luôn. Ta nói nó nhiều kinh khủng. Wow, mấy em rắn này nó trèo lên cây được các bạn ơi. Nguy hiểm vãi chưởng luôn. Vậy tí mình phải rào cái phần ở trên lại rồi. Coral Snake nè. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nó nở luôn 11 quả trứng của rắn hổ mang nha các bạn ơi. Ồ, em rắn bá chủ đây rồi nè. Rắn hổ mang luôn đó. Trời ơi trời. Cái chuồng của tôi rắn nhiều quá. Rắn nhiều quá không biết loài nào luôn các bạn ơi. Ồ, một đống luôn nè. Kinh khủng chưa. Bây giờ thì chờ mấy quả trứng nó nở ra thôi.
đây là rắn hổ mang Cobra Snake. Ồ, một em rồi các bạn ơi. Để mình nhìn mặt của nó coi. À đây. Cobra Snake. Hai em. Wow, nhiều vãi cá trưởng luôn đó các bạn ơi. Ôi, rắn hổ mang nó đen đen như vậy hả? Mình nhớ cái màu nó khác mà ta. Nó cũng sáng sáng mà, nó cũng đâu có đen lắm đâu. Ồ, nhiều vãi trưởng luôn. Wow, nó nở liên tục à. Không biết cái, cho cái bọn này nó ở chung nó có sinh sản không các bạn ơi. Nó có lai tạo với nhau không nữa. Wow, chúng ta có thể tham quan lại nè. Chúng ta thấy được một em rắn hổ mang. Wow, nó phình cái mang luôn các bạn ơi. Đây là rắn san hô nè. Có thể là rắn cặp nông hay là cặp ni gì đó. Nhìn rất là giống luôn đó. Ngoài ra chúng ta còn rắn đen nè. Rắn độc xanh và rắn cam. Rắn cam các bạn ơi. Có một con duy nhất ở trong cái chuồng này thôi. Đây chúng ta có được rắn lục nè, Green Snake, rắn đốm nè, Spotted Snake. Ngoài ra mình còn có thêm trăng nữa đó các bạn à. Có con trăng nè, con trăng nó to và cái chữ luôn đó. Python này nè. Nó cũng ngóc cái đầu lên nữa. Rồi để mình đi ngủ một phát đi. Trời nó cũng tối rồi, nguy hiểm lắm các bạn à. Ôi, nói chung là khá là xịn sò đó ha. Ui, một con nó đã nhảy ra ngoài nè, cái con... Ui, con rắn hổ mang này đi ra ngoài luôn các bạn ơi. Wow, nguy hiểm nha. Ui, không được rồi. Giờ sao đây? Giờ chắc mình phải... Để mình teleport lên thử coi. Ồ... Thôi mình sẽ phải rào cái chuồng này lại các bạn ơi. Ghê quá. Không, ui có con Reaper đi bên ngoài nữa, sợ vậy. Chuồng này chắc mình sẽ rào lại sớm thôi các bạn ơi. Không là toan đấy. Mình phải dỡ cái phần mái này đi mới được. Wow, kinh vãi chưởng ạ. Mình không ngờ mấy con rắn này có thể chui ra ngoài được luôn đó. Rắn hổ mang. Sao nó sung quá vậy trời. Nó nhảy xuống ở trên đó các bạn ơi. Nó nhảy từ ở trên xuống á, rồi xong nó bị mất máu luôn. Căng thật sự. Hy vọng là không còn cái con nào nó chui ra nha. Đỡ mất công tôi phải bắt vô lại nghe chưa. Cái con Reaper nó quanh quẩn chỗ này hoài à. Mình sợ vãi. Sau một hồi chỉnh sửa thì mình cũng đã làm xong cái chuồng rắn rồi bạn ơi. Và đây. Wow, công nhận mình mở nó rộng thiệt sự luôn nha. Mình đã ốp cái phần mái lại bằng cái kính cường lực rồi. Ở ánh sáng mặt trời vẫn có thể chiếu từ bên ngoài vào đó, nhưng mà không sao các bạn ơi. Ôi, con này nó chui cái đầu ra nè. Ui, cái con trăng này. Và trong đây chúng ta đã có được tổng cộng là 7 loài rắn rồi đó. Chúng ta còn một loài nữa, đó chính là rắn đuôi chuông, nhưng mà mình chưa đi bắt. Để bây giờ mình sẽ tiến hành đi bắt nó luôn nha các bạn ơi. Wow, cái chuồng rắn gì mà nó cao, mà nó to thiệt sự luôn đó. Tí nữa mình sẽ xây cái chuồng bọ cạp bên đây luôn. Hy vọng mấy con bọ cạp đó, nó sẽ không có quất nhau các bạn ơi. Và bây giờ thì để mình đi ra cái vùng sa mạc coi. Mình kiếm mấy cái em rắn đuôi chuông cái đã các bạn ơi. Rắn đuôi chuông có ở đây không ta? Chúng ta sẽ cùng đi ra kiếm tụi nó thôi các bạn ơi. Thường thường mấy con rắn chuông nó hay xuất hiện ngoài này lắm. À, mình gặp được mấy em nhện nè. Ui, rắn chuông có thấy ngoài này không? À, mình thấy được một con bọ cạp kìa các bạn ơi. Wow. Bọ cạp này nó có con luôn. Ngon nha. Con này thì chúng ta có thể giết nó để mà lấy con của nó được nha các bạn ơi. Chắc mình phải làm vậy rồi. Ây da, cái con skeleton này. Ủa, sao có con khủng long mà nó đá cái quả banh nó tuốt ngoài này luôn vậy? Con khủng long lực sĩ nào nó đã làm cái chuyện này vậy ta? Kinh vãi chưởng luôn đó các bạn ơi. Bộ, ủa mình giết nó mà không có con hả ta? Ủa sao kỳ vậy? Ủa bên đây chúng ta thấy được một em rắn gì nè các bạn ơi.
À đây đây đây, rắn chuông này được các bạn ơi, Rattle Snake nè. Ồ, nãy giờ mới gặp được một con các bạn à. Cũng ngon lành đó, mình sẽ bắt thêm vài con nữa đi. À đây chúng ta được còn một cái trứng của rắn chuông nữa. À hình như là lúc trước mình có đánh một con thì phải. Hèn chi. Mình nghĩ là làm sao mình có thể bỏ sót em rắn chuông này được. À, trên đây có một con nữa các bạn ơi. Không biết là rắn chuông hay là rắn hổ mang đây. Ui cái này là rắn hổ mang nữa các bạn ơi, Cobra Snake nè. Mình nghĩ là hai cái trứng rắn chuông là đủ rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi về cái chuồng của nó và cho tụi nó nở ra thôi nè. Chúng ta sẽ có được hai em rắn chuông nha. Wow, lại thêm hai em nữa. Ui, cái chuồng này tao nói rắn nhiều vãi cả chưởng các bạn ơi. Wow, một em rắn san hô và một em rắn hổ mang nó đang ở trên cây nè. Wow, sợ vãi chưởng à. May mình là chủ của tụi nó đó, chứ không là nó vô nó cắn mình chết các bạn ơi. Rắn nhiều thiệt sự luôn. Rắn chuông đã ra một em các bạn à. Ui nó đâu rồi, nó đâu rồi? À đây đây các bạn ơi. Khó mà nhận ra nó thiệt. À nó có chút xíu rồi hả? Cái đuôi chuông của nó đâu rồi? Rusto Snake. Để một em nữa các bạn ơi. Và sẵn tiện mình sẽ cho luôn ba em rắn hổ mang chú ra luôn nha các bạn ơi. Cobra Snake nè. Mình sẽ đi kiếm một con Cobra Snake coi. Ồ đây đúng rồi các bạn ơi. Nó bình thường nó nhỏ xíu gì à? Khúc sau thì nó sẽ tự to lên đó các bạn ơi. Hay hay hay. Ôi, thôi bây giờ mình sẽ đi ra khỏi chuồng rắn đi. Nguy hiểm quá. Con nó tính chui ra ngoài kìa. Wow, xong xuôi rồi các bạn ơi. Có thể thì chuồng bọ cạp nó chỉ giống như thế này thôi các bạn ơi. Nhỏ nhỏ như vậy là được rồi. Bây giờ chúng ta lại tạo thêm một cái Carpentador cũng như là mấy cái nút nữa các bạn à. Một cái Carpentador và bốn cái nút nữa nha. Lần này thì mình sẽ xài cửa màu gì đi ta? Lần này chắc mình sẽ xài cửa bạch dương các bạn ơi. Nó cho màu nó sáng một xíu. Nó sẽ lóng át đi cái màu của bọ cạp đó. Và chuồng bọ cạp thì nó sẽ cao bao nhiêu ô đây? Chúng ta sẽ cùng tính thử coi. Trước mắt là 5 ô rồi nè các bạn ơi. 6, 7. 7 ô đây là được rồi. Đó. Cao như vậy thôi, cao quá nó sẽ nhìn rất là kỳ luôn đó. Cái chuồng rắn nó cao như vậy á, tại vì mình trồng những cái cây á các bạn ơi. Để cho bọn rắn á, nó có thể leo trèo nó được. Bọ cạp nó leo lên trên làm cái gì? Chủ yếu nó ở dưới lòng đất mà. Mình đã xong cái khung của cái mái rồi nè các bạn ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành ốp cái kính cường lực vào trong đây đi ha. Kính cường lực để mình còn không gì ta, để mình lấy ra coi thử coi. Kính cường lực của tôi cũng còn mấy stack nè. Rồi mình đã chỉnh qua chế độ ốp hàng ngang rồi các bạn ơi. Đó nó chắc cú. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành kéo một cái line reinforce glass ra trước đi. Kéo một đường ra trước rồi dùng cái cây wand á build cho nó lẹ các bạn ơi. Chứ build bằng tay không thì ta nói mỗi tay chết luôn à. Hy vọng là mình không có bị hết kính cường lực các bạn ơi. Nhưng mà không, cái điều gì tới nó cũng đã tới rồi. Mình vừa đi nung kính các bạn ơi, mình đã bị hết kính rồi. Chúng ta phải đào cát và nung lại cái kính bình thường á. Sau đó phải chi sồ nó mới ra cái loại reinforced glass này nha các bạn ơi. Và thế là mình đã xong được cái phần tầng trên của cái chuồng bọ cạp rồi nha. Mình có sai bị lợt không ta? Hy vọng là không có bị lợt các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ đặt đuốc cho nó sáng cái coi, cho bọn quái á, nó khỏi xuất hiện các bạn à. Ok, ngon lành rồi đó. Rồi, xuống dưới thôi các bạn ơi. À da da, quên. Ở dưới là tầng 72 thôi. Mình sẽ lấy mấy cái stone brick này để mà tạo những cái cột trước nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành xây mấy cái cột này đi. Bên đây thì chắc 5 quá. Bên kia 3, bên này 5 thôi. Rồi bên đây mình sẽ kéo ra 5 ô nha. Bên đây chỉ 3 ô thôi nha các bạn ơi.
Cây hoa này thì nó cũng sắp hư luôn rồi, nhanh vãi cả chưởng à. Tôi mới xài không có được bao lâu hết à. Bên này chỉ 3 ô thôi. Đó, và bên còn lại là 5 nha các bạn ơi. Ủa, ngon lành chưa. Bây giờ thì up glowstone vào thôi. Glowstone tôi để đâu rồi? 52 cục đây nè. Rất là nhiều glowstone cho mình luôn. Tôi đào mà đào cũng lộn nữa. Đầu tiên là đặt ở 4 góc trước thôi các bạn ơi. Rồi, và bên này một cục nữa đi. Ok. Chính giữa cái cửa một cục. Chúng ta sẽ giống vào phía bên này nha. Đó, và chỗ này chúng ta sẽ thêm 2 cục nữa. Rồi, và mình đã ốp xong cái phần close store rồi nha. Cái chuồng này đỏ sáng trưng luôn rồi. Giờ thì mình sẽ tiến hành trồng cây vào đi, cho nó tùm một xíu. Các bạn ơi, mình chỉ có thể dùng một cái loại cây, đó chính là cái cây gỗ sồi này thôi. Những cái cây còn lại thì nó không có trồng được. Tại vì cái chuồng này nó quá nhỏ đi. À, hình như mình cũng trồng được gỗ bạch dương nữa thì phải. Nhưng mà thôi kệ đi, lỡ trồng cái này rồi. Trồng mấy cây thôi các bạn à. 4 cây là đủ quá đủ rồi đó. Để chỗ cho tụi nó còn sinh hoạt nữa chứ. À, ngon lành rồi nha. Giờ thì mình sẽ thả mấy em bọ cạp ra nha các bạn ơi. Chúng ta có được 5 em hả ta? Đây nè, 2 em bọ cạp nè. 5 em bọ cạp luôn các bạn ơi. Tổng cộng là 5 em luôn. Em đầu tiên, đây các bạn ơi, một em siêu tí hon luôn. Đây là bọ cạp bình thường nha các bạn ơi. Đó. Chúng ta có 4 dạng bọ cạp lận. Bọ cạp hang nè, bọ cạp thường, bọ cạp băng và bọ cạp ở dưới địa ngục nha các bạn ơi. Ui, sao con bọ cạp này to quá vậy? To vậy cái chưởng luôn á. À, con này có phải là bọ cạp hang không ta? Hay là bọ cạp ở dưới địa ngục gì đó các bạn ơi. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hành đi tìm bọ cạp băng trước nha các bạn ơi. Thì mấy em bọ cạp băng này á, nó sẽ xuất hiện tại vùng lạnh giá, vào nơi có ánh sáng từ 7 trở xuống nha các bạn ơi. Tức là vào buổi tối á, cho nó chắc ăn nữa. Vừa đây mình thấy một con này nè. Ủa, mình nghe tiếng gì vậy? À, một em zombie các bạn à. Ngậm cũng cửu tỏi luôn. Ây, chúng ta thấy được một em bọ cạp băng nè. Ui, và trên lưng nó có thêm mấy con bọ cạp con nữa. Không biết mình đánh nó có rớt ra không. Ui, đây đây đây, nó rớt được 3 con luôn các bạn ơi. Đây 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 đây, mình đã có được một em bọ cạp băng rồi nè. Scorpion nha các bạn ơi. Đó, ngon lành. Một em, mình sẽ lấy mấy cái pet amulet á để mà thu nó lại các bạn à. Đây, đây chính là em thứ hai nè. Vẫn là Scorpion nha các bạn ơi. Mặc tên cho nó đơn giản thôi. Ui, xịn vã chưởng luôn đó. Ui, đâu mất tiêu rồi. Hai em. Đây, em Scorpion thứ ba nha các bạn ơi. Ủa, ngon lành cành đào. Thế là mình đã có được 3 em bọ cạp băng rồi. Chắc mình sẽ đi về nhà một cái đi. Rồi mình sẽ đi xuống địa ngục để mà kiếm mấy em bọ cạp địa ngục nha các bạn ơi. Ôi trời, nó cũng tối luôn rồi. Mình phải chờ tới khi trời tối á, mình mới đi bắt mấy em bọ cạp này lận á. Ôi, cái bọn này nó kêu ghê quá các bạn ơi. Đây nè, 3 em bọ cạp băng luôn. Đây, em đầu tiên, em thứ hai và em thứ ba nha các bạn ơi. Wow, nhìn màu xanh xanh nè, rất là xịn xò luôn các bạn ơi. Con này là bọ cạp địa ngục phải không ta? Nó rất là khác với lại những em bọ cạp bình thường các bạn ơi. Không biết sao luôn. Rồi, để bây giờ mình đi xuống địa ngục một phát đi. Đó, sẵn tiện mình đi tìm mấy em bọ cạp ở dưới địa ngục luôn các bạn ơi. Ui, hấp dẫn hấp dẫn. Ui, dưới kia, à có một con ngựa lửa hả? Đây có một em ngựa lửa nè, đây không phải bọ cạp các bạn ơi. Ngựa địa ngục, không biết nó có thách đấu mình không nữa. Ôi, nó tới nó tấn công mình thiệt kìa các bạn ơi. Ngựa địa ngục, ngựa địa ngục nè. Đánh nó rớt ra cái gì không? Ra cái da bình thường thôi hả? Ở đây đây, mình thấy một em bọ cạp nè. Ui, về trên lưng nó không có con các bạn ơi. Ây da, nó tấn công mình luôn rồi. Ui, cái em này thì không có gì cả. Cái chỗ này không biết có gì không nữa các bạn ơi. Wow, nhìn khá là nguy hiểm luôn đó. Ui, ơ đây đây đây, thêm một con nữa nè các bạn ơi.
ơi, con này thì có con trên lưng mà không biết mình có đánh nó ra con không nữa nè. Hy vọng là có các bạn ơi. Ui, đây chúng ta đã có được một em rồi nè. Đây, thêm một con Scorpion nữa nha các bạn ơi. Ngon lành. Đó, một con. Nãy mình thấy có một con. À, nó tính nhảy đi đâu kìa. Đứng lại, đứng lại. Nhảy đi đâu hả? Vẫn là một con Scorpion khác nha các bạn ơi. Và em này thì rớt được hai con bọ cạp. Nói chung thì cũng khá là xịn sò đó. Ui, nó còn chấm máu. Chạy đâu vậy? Hình như nó xuống cho dung nham đốt hay sao các bạn ơi. Ghê vậy. Mình coi bên đây còn cái em bọ cạp nữa không nha. Ui, chắc hai con như vậy là rất là ổn rồi đó các bạn à. Ui, bên đây toàn zombie Batman thôi. Lâu lâu thì chúng ta sẽ thấy mấy em zombie Batman cởi cái con ngựa địa ngục các bạn ơi. À, và ngoài ra nó còn có thêm mấy cái con boss Titan lửa các bạn ơi. Rất là nguy hiểm luôn đó. Nhưng mà hôm nay mình không có thấy tụi nó rồi. Thôi chắc mình sẽ trở về nhà thôi các bạn ơi. Nguy hiểm quá. Ồ, chúng ta sẽ đi về thôi các bạn ơi. Đủ quả cam rồi nè. Đủ hai con rồi. Ui, đây, mấy bọ cạp này lớn khá là lâu ha. Mình sẽ thả hai con bọ cạp địa ngục ra luôn nha. Một em và hai em. À, vậy là em này cũng là một em bọ cạp địa ngục rồi các bạn ơi. Mình chỉ còn một loài bọ cạp nữa đó, chính là bọ cạp hang thôi. Chắc mình sẽ đi kiếm nó luôn nha các bạn ơi. Em này đi xuống coi. Cái con bọ cạp to này mình có thể cởi được nó không? Hay là mình bắt nó thôi ta? Mình không thể cởi được các bạn ơi. Hay là mình phải cần đeo yên cho nó để mình cởi ta? Để đấy mình sẽ tìm hiểu sau nha. Ui, mấy cái bọ cạp hang này nó rất là hiếm xuất hiện luôn nha các bạn ơi. Nó ở tại mấy cái hang nè. Bọ cạp hang á thì nó chỉ ở dưới cái độ sâu là 40 thôi. Và cái độ sáng thì nó luôn luôn là dưới 7 nha. Thì mới xuất hiện được lận. Ui, chỗ này có lava hả? Có thêm mấy cái hóa thạch nè. Đào thử coi. Hóa thạch cứ tươi. Vậy à. Mình khá là sợ. Ui, đây đây các bạn ơi. Chúng ta thấy được một em bọ cạp rồi nè. Ui, và mình nghe tiếng skeleton ở dưới nữa. Zombie luôn các bạn ơi. Ôi, kinh vãi chưởng hả? Đây, đây, đây. Một em skeleton chết queo luôn. Ồ, chúng ta được cái hóa thạch gì đây? À, đây là hóa thạch kỹ băng hà các bạn à. Thôi sáng tiền đó mình nên tiễn em bọ cạp đen này lên đường đi ha. Ui, em này thì có mấy cái con ở trên lưng nó luôn nè. Ôi, hên quá, nó rớt ra được hai con. Ui, ba con luôn. Nhiều nha. Một em nữa các bạn ơi. Đây. Em thứ hai. Đó, mình sẽ bắt nó lại bằng cái Bed Amulet thôi các bạn ơi. Chúng ta đã có được hai em vào cặp hang rồi nè. Và đây chính là em thứ ba nha các bạn ơi. Scorpion. Ồ, ngon lành canh đào luôn. Wow. Một chuyến đi mai thôi mà chúng ta đã có được thêm mấy em bọ cạp nữa rồi nè. Ngon vậy. Ôi, sẵn tiện chắc mình sẽ đi trở về nhà luôn. Và thả mấy em bọ cạp này ra luôn nha các bạn ơi. Bọ cạp hang nè. Và đây chính là loại bọ cạp thứ tư trong tập ngày hôm nay luôn nha các bạn ơi. Cũng như là trong cái mod em Oriator này luôn nha. Wow, nó đang thui thùi lùi vậy. Tại vì nó sống ở dưới hang các bạn ơi. Ánh sáng nó không có chiếu vào nó được. Hay ha, còn bọ cạp địa ngục thì màu đỏ đỏ đen đen. Bọ cạp thường thì màu vàng với màu đất hả. Bọ cạp băng thì màu của băng tuyết. Cũng khá là hay đó. Để mình tìm hiểu coi có cách nào để cởi mấy bọ cạp này không nha các bạn ơi. Mình vừa tìm hiểu là cái yên cởi của cái mod Emoriator này có thể dùng để mà cởi bọ cạp được các bạn ơi. Cái yên này thì được chế tạo rất là dễ dàng thôi. Từ 5 cái da và 3 cục sắt nè. Hoặc từ một cái shadow của mod Minecraft bình thường với lại một cục sắt thôi. Ok, chúng ta đã mang được cho nó rồi nè. Và chúng có thể cởi được các bạn ơi. Wow, khá là xịn sò luôn. Ôi, cởi bọ cạp nè, nhìn ngáo vậy. Ôi, hấp dẫn các bạn à. Nhưng mà nó đi hơi bị chậm. Ôi, đi chậm vả chưởng luôn các bạn ơi. Nè, nó mang cái shadow nhìn cũng khá là ngáo luôn á. Wow, có thể cởi được con này hả? Mấy con nhỏ nhỏ này có cởi được không ta? Để mình thử coi. À, nó phải phát triển tới cái kích thước to như thế này nè thì mới cởi được nha các bạn ơi.
và khi cởi thì đi rất là chậm luôn. Rồi, nói chung là video ngày hôm nay mình đã tiến hành làm xong chuồng của bọ cạp gồm 4 chủng loài luôn các bạn ơi. Và làm xong luôn chuồng rắn gồm 8 chủng loài rồi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.